Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương chuẩn bị thu hoạch trà vải sớm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 4 tháng đầu năm của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ước đạt gần 600 tỷ đồng. Hội thi mổ lợn nhựa của Hội đồng đội thành phố Ninh Bình. Bắc Ninh tích cực xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp. Nhân rộng mô hình thu gom xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Công an tỉnh Thái Bình tăng cường xử lý tình trạng khai thác cát. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay diện tích vải sớm u lai u trứng của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã đẫy cùi, đang lên mã và làm đường. Dự kiến từ khoảng ngày 20 tháng 5 sẽ cho thu hoạch. Các giống vải u hồng, u thâm sẽ cho thu hoạch sau u trứng khoảng 5 ngày. Vải u trứng được trồng ở một số xã, khu Hà Đông như Thanh Bính, Thanh Cường, Trường Thành được đánh giá là quả to, chất lượng cao hơn những năm trước. Trà vải chính vụ vải thiều đang lầm cùi. Theo các hộ dân ở Thanh Hà, sản lượng vải sớm năm nay có thể gấp 1,5 lần năm trước. Đây là đợt vải sớm được thu hoạch đầu tiên trong năm nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh khuyến cáo nông dân ngừng phun thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch từ 10 đến 15 ngày và không nên thu hoạch khi vải còn xanh. Mặc dù câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh tỏi huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đi vào hoạt động chưa được một năm, tuy nhiên từ thực tiễn cho thấy câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hỗ trợ nông dân làm giàu. Câu lạc bộ gồm 16 thành viên, đây là những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có thu nhập từ 500 đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Câu lạc bộ đã xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, thực hiện tích cực các hoạt động liên kết hỗ trợ nhau về nguồn vốn, kinh nghiệm và giúp nhau xây dựng thương hiệu, bao tiêu sản phẩm ổn định. Trong đó, những hội viên như bà Đỗ Thị Vừng hỗ trợ gần 1.000 cây giống cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong sản xuất để thoát nghèo. Ngoài ra, các anh Hoàng Quang Đông, Phạm Đăng Thành, Nguyễn Văn Thế tạo việc làm ổn định cho từ 10 đến 30 lao động, có mức thu nhập từ 5 triệu đến 7 triệu đồng một người trên tháng. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác xúc tiến đầu tư mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đến nay, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã thu hút được một số dự án lớn có nhu cầu đầu tư vào khu kinh tế. Khu kinh tế Thái Bình bao gồm các khu chức năng như khu trung tâm điện lực Thái Bình, khu cụm công nghiệp, khu cảng và dịch vụ cảng, khu du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, khu phân bố các vùng nuôi trồng thủy sản và rừng phòng hộ ven biển, khu dân cư đô thị dịch vụ, khu hành chính. Đến nay đã có một số nhà đầu tư lớn có nhu cầu đầu tư vào khu kinh tế như công ty trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei Hải Phòng đề xuất dự án sản xuất phụ tùng ô tô với diện tích 11.300 m² với tổng số vốn đầu tư 40 triệu đô la Mỹ. Công ty cổ phần khu công nghiệp Hàn Quốc KIC đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hàn Quốc Thái Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà đề xuất nghiên cứu xây dựng quy hoạch chi tiết và đầu tư khu cảng và dịch vụ cảng Diêm Điền. Thời gian tới, các cơ chế chính sách có mức độ khuyến khích ưu đãi cao nhất theo pháp luật hiện hành áp dụng đối với các khu kinh tế sẽ được áp dụng tối đa tại khu kinh tế Thái Bình, sẽ tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư cả trong và ngoài nước. 4 tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tiếp tục có bước phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 600 tỷ đồng, đạt 51,4% so với kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Các ngành công nghiệp chủ lực như cơ khí, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy, chế biến gỗ, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tăng trưởng khá. Để phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp bền vững là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, huyện Xuân Trường chỉ đạo các ngành chức năng tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 nâng tỷ trọng sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng chiếm 58% cơ cấu kinh tế của huyện, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp bình quân 16% một năm. Xác định phát triển làng nghề để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Thời gian qua, ngoài việc tập trung phát triển nghề khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam còn quan tâm mở rộng nghề truyền thống bánh đa nướng tại địa phương, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Trước đây, nghề truyền thống bánh đa nướng Kiện Khê, người dân địa phương chỉ làm trong lúc nông nhàn. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, do nhu cầu thị trường tiêu thụ tốt sản phẩm này,
nên thị trấn Kiện Khê đã đầu tư mở rộng quy mô. Hiện nay toàn thị trấn có khoảng 30 hộ, trung bình mỗi hộ có từ 4 đến 5 lao động tham gia làm nghề tráng và quạt bánh đa nướng. Không chỉ tráng và nướng theo phương pháp truyền thống, nhiều hộ còn đầu tư máy nướng bằng điện đem lại hiệu quả và công suất cao hơn so với cách làm thủ công. Theo tính toán, trung bình mỗi ngày, một hộ với 4 lao động có thể sản xuất từ 700 đến 800 chiếc bánh đa quạt, cho thu nhập bình quân từ 150 đến 200.000 đồng một người. Bên cạnh việc tạo nguồn thu ổn định, làng nghề truyền thống bánh đa nướng Kiện Khê còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động, trong đó có nhiều lao động lớn tuổi. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức xây dựng mô hình nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2018 tại xã Phù Trần, thị xã Từ Sơn. Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2018 tại xã Phù Trần, thị xã Từ Sơn sẽ góp phần phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát cộng đồng trong thực hiện giám sát có hiệu quả, phát hiện các vụ việc sai phạm. Thông qua hoạt động giám sát, các ban thanh tra nhân dân sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng thu hồi tài sản, ngăn ngừa những sai phạm trong quá trình thực hiện pháp luật ở cơ sở và việc triển khai các dự án đầu tư ở địa phương. Ngoài ra, cần chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở. Ban công tác mặt trận làng cần xây dựng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt, đồng thời phối hợp với tổ hòa giải ở thôn tham gia hòa giải những vụ việc, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân tại địa bàn dân cư, qua đó góp phần xây dựng quê hương Phù Trần ngày một đổi mới, phát triển. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 77 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội đồng đội thành phố Ninh Bình vừa tổ chức hội thi mổ lợn nhựa tiết kiệm năm học 2017-2018. Hội thi mổ lợn nhựa tiết kiệm năm nay có sự tham gia của 26 liên đội là các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền thu được là hơn 353 triệu đồng. Đây là số tiền được các em học sinh ở các liên đội tiết kiệm dưới hình thức nuôi lợn nhựa từ đầu năm học tới nay để dành tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm được Hội đồng đội thành phố phát động từ năm học 2011-2012. Thông qua phong trào nhằm giáo dục các em học sinh ý thức thực hành tiết kiệm, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của dân tộc. Nhân dịp này, Hội đồng đội thành phố cũng đã trao 52 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng dành tặng cho các em học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 300 đoàn viên công an tỉnh Hải Dương vừa tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là chương trình được tổ chức dưới sự phối hợp của Công an tỉnh và Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an. Kết thúc buổi hiến máu đã thu về gần 300 đơn vị máu. Những đơn vị máu này sẽ được Bệnh viện 19 tháng 8 phân loại bảo quản để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, cũng như cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng thời gian tới. Tham gia chương trình ý nghĩa này, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã góp phần chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp nhân dân, đồng chí đồng đội, góp phần đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên công an vì cuộc sống cộng đồng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tổ chức khởi công xây nhà cho gia đình tân binh Nguyễn Tiến Nam, người đã tình nguyện nhập ngũ đầu năm nay. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đoài, xã Hồng Việt. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng cùng với lực lượng dân quân tự vệ xã Hồng Việt và chi hội phụ nữ thôn Đoài huy động 40 người tiến hành giải phóng mặt bằng, đào móng khởi công và vận chuyển vật liệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở cho gia đình tân binh Nguyễn Tiến Nam. Theo dự kiến, căn nhà có diện tích sử dụng 36 m2 và sẽ hoàn thành sau 2 tháng thi công. Đây là công trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên tân binh Nguyễn Tiến Nam yên tâm học tập, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị quân đội giao phó. Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp, 2 năm trở lại đây, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với nòng cốt là tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đã không ngừng đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và đưa khẩu hiệu xanh như công viên, sạch như bệnh viện trở thành hiện thực. Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định về việc triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Theo đó, để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và tinh thần xung kích của đoàn thanh niên,
ngoài việc tăng không gian xanh trong viện, cán bộ y bác sĩ tại các cơ sở y tế còn thường xuyên tư vấn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân thực hiện vệ sinh chung và hợp tác với cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Từ đó, giảm thiểu tối đa sự lây nhiễm chéo giữa người bệnh với người bệnh với người nhà bệnh nhân, giữa người bệnh với nhân viên y tế. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cũng như người dân đến khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra giám sát công tác vệ sinh tại khu vực tập trung đông bệnh nhân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều trị, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Thật là tuyệt vời khi mỗi lần tôi đến đây và tôi đặc biệt khi tôi bước chân vào trong bệnh viện, tôi thấy cảnh quan đấy rất là tuyệt vời, nhất là môi trường cây xanh và những không khí ở đây rất là sạch sẽ và thoáng mát để làm cho những người bệnh rất là yên tâm trong những cái lúc mệt mỏi. Chúng tôi cảm giác đã được nhẹ nhàng hơn trong mỗi khi những cái khi chúng tôi là bệnh đến ở đây ạ. Và tôi trong những lúc tôi chờ đợi thì tôi không còn cảm thấy thời gian nó quá dài cho những người bệnh và những người gia đình người bệnh như chúng tôi. Hoạt động cuộc thi xanh sạch đẹp của Bộ Y tế tổ chức thì bệnh viện đã có những kế hoạch để phát triển xanh sạch đẹp trong bệnh viện. Cụ thể là chúng tôi đã phát động trồng cây xanh nhân dịp Tết trồng cây, đã phát động đoàn thanh niên trồng tổ chức tất cả những cái cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. Đồng thời chúng tôi đã phát động các khoa phòng tổ chức thi xanh sạch đẹp trong các khoa phòng, và kết quả đạt được là người bệnh cảm thấy là tự nhiên là cảm thấy là rất là hài hòa. Từ những hành động nhỏ nhất như bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung, tuân thủ nội quy của bệnh viện cũng góp phần quan trọng tạo động lực để ngành y tế tỉnh nhà tiếp tục cải tiến cung cách thái độ phục vụ người bệnh và tạo ra một môi trường trong sạch, thân thiện cho bệnh nhân. Trong 2 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đã cử cán bộ tham gia 245 đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm và 4.208 cơ sở, phát hiện 1.347 cơ sở vi phạm, chiếm 32%. Trong đó có 98 cơ sở bị phạt tiền với tổng số tiền phạt gần 158 triệu đồng. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú như tập huấn, tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp tổ, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong quá trình sản xuất, buôn bán nông sản, thực phẩm, chế biến thức ăn. Công tác phối hợp xây dựng một số mô hình phong trào về an toàn thực phẩm cũng được các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tích cực tham gia. Đoàn Thanh tra Kiểm tra Liên ngành Trung ương về kiểm tra việc thực hiện tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tại tỉnh Ninh Bình. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, công tác kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Hoạt động thanh tra kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý các ngành. Hoạt động thông tin truyền thông với nhiều hình thức đa dạng phong phú đã tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở có vi phạm, đồng thời tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn, hết hạn sử dụng. Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đã thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra trên 1.200 cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Trong đó xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 106 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 270 triệu đồng. Mô hình bể thu gom xử lý bao bì, thuốc bảo vệ thực vật hiện đang được Hội Nông dân xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên triển khai có hiệu quả. Mô hình bể thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật được Hội Nông dân xã Phương Triều triển khai từ năm 2016 với số lượng 10 bể đặt tại thôn Phương Thông. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn làm điểm để thực hiện mô hình. Qua thực tiễn cho thấy sau khi được tuyên truyền vận động hướng dẫn thực hiện, ý thức bảo vệ môi trường của người dân nâng cao rõ rệt, đã hạn chế được thói quen tùy tiện xả rác vào thuốc bảo vệ thực vật tại đồng ruộng dưới lòng kênh mương.
Sau mỗi đợt phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu, bà con đã tự giác mang vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để đúng nơi quy định để xử lý. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp bà con nông dân hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh sạch và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong việc chỉnh trang lưới điện trung thế và hạ thế nhằm đảm bảo an toàn, sạch đẹp mỹ quan. Thời gian qua, Điện lực Từ Sơn đã tích cực vào cuộc, phối kết hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành hạ ngầm hệ thống đường dây và tổ chức bó gọn theo tiêu chí 5S. Qua đó tạo cảnh quan văn minh đô thị, giảm hao tổn điện năng, hạn chế các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Điện lực Từ Sơn đã tiến hành ra quân bó gọn dây cáp điện, cáp viễn thông, đánh dấu tên pha, thay các kíp kém chất lượng và treo thẻ phân biệt tên lộ đường dây theo tiêu chí 5S. Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng, đồng thời tổ chức phân tách, phát quang hành lang thay dây dẫn kém chất lượng, xử lý tiếp xúc, gíp đấu nối và các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn, mất an toàn cho con người, căn chỉnh các thiết bị trên cột điện. Đến nay, 5 trạm biến áp đã được hoàn thành, dự kiến việc chỉnh trang lưới điện năm 2018 của Từ Sơn sẽ được hoàn thành trong tháng 6 năm 2018. Hoàn thành cái chia các cái thực hiện 5S của lưới điện, các điện trên địa bàn Điện lực Từ Sơn quản lý. Nhất thì là Điện lực là lập kế hoạch và khảo sát chi tiết. Khảo sát chi tiết từ từng vị trí cột, từng tuyến đường dây. Trên các tuyến đường dây. Hai là triển khai thực hiện đến các từng tổ đội, cá nhân, và trong quá trình thực hiện thì là cử cán bộ phòng kế hoạch kỹ thuật là thực hiện tại hiện trường, hướng dẫn và theo dõi giám sát cái việc thực hiện của các tổ đội. Ba là phối hợp với chặt chẽ với các nhà mạng viễn thông ở trên địa bàn là thực hiện cùng dọn dẹp các cái bó gọn cáp. Việc chỉnh trang lưới điện là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo cho việc quản lý vận hành lưới điện an toàn, liên tục và ổn định, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu về điện cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình tuần tra kiểm soát hiện trường khu vực sông Thái Bình, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hải Dương vừa phát hiện bắt giữ 21 tàu khai thác đang neo đậu tại bến Âu Thuyền, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Qua kiểm tra cho thấy 21 chủ tàu này đều có hộ khẩu thường trú tại làng chài Kim Lai, phường Ngọc Châu. Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi tàu đang tập kết từ 60 đến 80 mét khối cát. Hầu hết các chủ tàu không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm, giấy phép điều khiển phương tiện vận tải thủy và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cát trên tàu hợp lệ. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hải Dương đã tiến hành tổng hợp số liệu và củng cố hồ sơ trình lãnh đạo thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm. Tiếp tục tăng cường lực lượng phương tiện, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra trên toàn tuyến sông do thành phố quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác và vận chuyển cát trái phép. Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Thái Bình triển khai nhiều giải pháp góp phần đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn. Hoạt động này ngày càng xuất hiện nhiều hơn, táo tận hơn khi mà thực tế giá cát trên thị trường, vật liệu xây dựng đang tăng cao. Theo đó, Phòng Cảnh sát Đường Thủy phối hợp với Công an các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã ven sông chủ động nắm tình hình, thành lập các tổ tuần tra kiểm soát lưu động cắm chốt tại các khu vực phức tạp, kiểm tra bắt giữ xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép, khai thác ngoài vị trí của mỏ, không để hình thành các điểm nóng về khai thác cát trái phép. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện bắt giữ gần 20 trường hợp khai thác cát trái phép, xử phạt vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng, giải quyết cơ bản hoạt động khai thác cát trái phép tại địa bàn các xã Nam Hồng, Nam Hải, Tiền Hải, Hồng Lý, Duy Nhất, Vũ Tiến, Vũ Thư, Hồng Minh, Hưng Hà, An Bình, Kiến Sương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.